Một chàng ca sĩ đẹp trai lịch lãm, từng là một chú ngựa ô của nhạc Việt với một chuỗi những bài hit, một gương mặt quen thuộc trong những bộ phim truyền hình đình đám một thời với những vai diễn ấn tượng. Người nghệ sĩ hai trong một đó lần đầu đến với đời nghệ sĩ, ca sĩ diễn viên Hàn Thái Tú. Đón xem câu chuyện đời nghệ sĩ cùng cuộc trò chuyện với ca sĩ Hàn Thái Tú được phát sóng vào lúc 19:15 chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024 trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam.